Quyền Anh hạng nặng sẽ làm nóng võ đài ngay trong đêm đầu tiên của năm mới. Luis Ortiz so găng với Jacques Martin là tâm điểm. Tuy nhiên, những cuộc so găng sớm hơn hứa hẹn sẽ không kém phần hấp dẫn. Võ sĩ bất bại Victor Vigrid sẽ lần thứ hai thượng đài ở Mỹ. Đối thủ thứ 9 của võ sĩ người Ukraine này được xác định là Iago Kelaser. Las Vegas là nơi Victor Vigrid sang định cư. Trong năm 2021, Victor Vigrid thượng đài 3 lần. Võ sĩ 29 tuổi này có trận đấu đầu tiên ở Mỹ vào tháng 10 năm 2021. Đó là thời điểm võ sĩ người Ukraine hạ knock out kỹ thuật Mike Maxwell. Iago Kelaser là võ sĩ hạng nặng người Georgia sang định cư ở Mỹ. Trong suốt năm 2018, Kelaser thua knockout cả 3 trận trước Adam Kanyaki, Michael Hunter và Joe Joyce. Qua Robert Alfonso hồi tháng 5 năm 2019, thì đến cuối năm đó, anh bị Efe Asaba hạ gục. Gần 4 năm, Iago Kelaser mới tìm lại hương vị chiến thắng. Đó là lúc anh hạ knockout kỹ thuật Matthew McKinney hồi tháng 9 năm 2019. Dù có kinh nghiệm, nhưng dự đoán Iago Kelaser sẽ gặp khó bởi Victor Vigrid có thể lực và chuyên môn tốt. Jero Washington từng thách thức danh hiệu thế giới vào đầu năm 2017, nhưng anh không thành công khi bị Deontay Wilder hạ knock out kỹ thuật. Năm lần thượng đài tiếp theo, Jero Washington có 2 trận thắng và 3 thất bại. John Wesley Nofai và Robert Hellenius là những bại tướng của anh. Tuy nhiên, khi gặp Jero Miller, Adam Kanyaki và Jacques Martin thì anh nhận thất bại. Jero Washington không thượng đài từ khi bị Jacques Martin hạ knock out kỹ thuật hồi tháng 2 năm 2020. Đối thủ của Washington là võ sĩ hạng nặng người Thổ Nhĩ Kỳ Ali Eren Demirsen. Demirsen đã 15 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp và chỉ thua 1 trận. Đối thủ duy nhất đánh bại anh là Efe Asaba. Sau thất bại hồi tháng 7 năm 2019, Demirsen đã thắng liền 3 trận, hạ gục Mikola Milicic hồi tháng 3 năm 2021. Ali Demirsen trở thành nhà vô địch châu Âu của WBO. Michael Bolakovsky từng bị Jordan Rice hạ gục hồi tháng 7 năm 2020. Võ sĩ 35 tuổi không phục, nên Jordan Rice muốn chứng minh chiến thắng của anh là hoàn toàn xứng đáng. Michael Bolakovsky đã thiết lập chuỗi bất bại lên con số 12 trận thắng. Trong số đó, anh cũng đã có 4 trận thắng knock out liên tiếp trong năm 2020 và đầu năm 2021. Trong khi Jordan Rice không có được thành tích như Michael Bolakovsky, võ sĩ 34 tuổi này từng thua 6 trận sau 21 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Jordan Rice thua liền 2 trận trước khi tìm lại hương vị chiến thắng vào tháng 7 năm 2021. Nhà vô địch châu Mỹ của WBC sẽ thượng đài trong đêm đầu tiên của năm 2022. Đối thủ của Brandon Sanchez là võ sĩ 34 tuổi người Puerto Rico Carlos Neron. Võ sĩ hạng nặng người Cuba đã từng chấm dứt kỷ lục bất bại của Efe Asaba. Chiến thắng hồi tháng 10 năm 2021 giúp Brandon Sanchez bảo vệ thành công đài vô địch châu Mỹ của WBC. Với những gì đã thể hiện, Brandon Sanchez được đánh giá sẽ thay thế Luis Ortiz trong tương lai gần. Carlos Neron đã thắng 5 trận kể từ sau thất bại trước Ryan Howard vào tháng 8 năm 2019. Trong đó, võ sĩ người Puerto Rico thượng đài đến 3 lần trong năm 2021. Với 2 chiến thắng knock out liên tiếp, Carlos Neron đang có được tâm lý tốt. Vì vậy, cuộc so găng giữa Brandon Sanchez và Carlos Neron hứa hẹn sẽ hấp dẫn. Lão tướng người Cuba Luis Ortiz đã tìm lại hương vị chiến thắng hồi tháng 11 năm 2020. Đó là lúc anh hạ knock out Alex Lopez. Luis Ortiz đã gợi ý muốn so găng với những tên tuổi lớn trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, yêu cầu của anh đã không được chấp nhận.
Võ sĩ người Cuba từng là nhà vô địch tạm thời của WBA hồi tháng 10 năm 2015, đồng thời cũng hai lần bảo vệ thành công danh hiệu này. Tuy nhiên, Luis Ortiz vẫn chưa có được danh hiệu thế giới chính thức nào trong sự nghiệp. Hai trận thách thức danh hiệu thế giới của Ortiz đều thất bại knockout trước Deontay Wilder. Sau khi bị các tên tuổi lớn từ chối, Luis Ortiz cũng chọn được Jazz Martin. Võ sĩ người Mỹ này từng vô địch thế giới hồi đầu năm 2016 khi đoạt đai IBF. Tuy nhiên, Jazz Martin chỉ giữ danh hiệu thế giới được 3 tháng bởi trong lần bảo vệ đầu tiên anh đã bị Anthony Joshua hạ gục. Cuộc so găng giữa Luis Ortiz và Jazz Martin là tâm điểm của sự kiện quyền Anh được tổ chức tại võ đài Semino Harrods ở Hollywood. Đây được xem là sự kiện quyền Anh đáng chú ý đầu tiên trong năm 2022. Thank you.